Thân ái chào các em. Bài học trước chúng ta có một số những định lý liên quan đến việc ứng dụng của đạo hàm. Ví dụ như thầy có trình bày cho các em về cái định lý Rome, rồi định lý Lagrange và một số những cái ứng dụng của nó. Thế hôm nay thì chúng ta tiếp cận đến một cái công thức phát triển hơn của cái định lý Lagrange, đó là cái định công thức về Taylor. Thế thì chúng ta xem thử cái hình ảnh của cái công thức Taylor trong bài học ngày hôm nay như thế nào. Thầy cho một cái hàm số f nó có đạo hàm trên một cái khoảng mở chứa x0 và nó có đạo hàm cấp n là cộng 1. Thế thì khi đó bao giờ chúng ta cũng có được một cái số c thuộc vào cái khoảng x đến x0 hoặc là c thuộc khoảng x0 x sao cho với mọi x thuộc y thì các em sẽ có được cái công thức sau đây. Đó là fx sẽ bằng fx0 cộng cho f'x0 chia cho 1 giai thừa nhân cho x trừ x0. Thế bây giờ chúng ta quan sát cái biểu thức thứ hai để chúng ta tìm theo cái quy luật của nó như thế nào. Các em để ý thấy rằng ở trên đạo hàm cấp 1 thì ở dưới sẽ là 1 giai thừa và x trừ x0 sẽ mang lũy thừa 1. Do vậy chúng ta tiến tới nữa thì chúng ta sẽ có được cộng cho đạo hàm cấp 2 tại x0. Thì nếu mà đạo hàm cấp 2 thì ở đây nó sẽ là 2 giai thừa. Và khi đó thì ta có được là x trừ x0 tất cả bình phương. Vân vân. Cho đến đạo hàm cấp n tại x0. Nếu đạo hàm cấp n thì ở đây chúng ta sẽ chia cho n giai thừa. Và nhân tiếp cho ai nữa? X trừ x0 tất cả lũy thừa n. Rồi sau cùng chúng ta cộng cho đạo hàm cấp n cộng 1 tại c. C của chúng ta là cái số mà nó nằm ở giữa x và x0. Có khả năng nó nằm bên trái x0 hoặc nó nằm bên phải x0. Và cũng theo đúng cái quy luật như từ nãy đến giờ chúng ta đã nhận xét, đó là chúng ta chia cho đạo hàm cấp n cộng 1 thì ở dưới sẽ là n cộng 1 giai thừa và nhân cho x trừ x0 lũy thừa n cộng 1. Thế bây giờ nếu như chúng ta đặt cái rnx, nó là cái phần đằng sau này của chúng ta, nghĩa là đạo hàm cấp n cộng 1 tại c chia cho n cộng 1 giai thừa nhân cho x trừ x0 tất cả lũy thừa n cộng 1. Thì cái đó, cái rn này, chúng ta gọi đó là cái phần dư cái trong cái khái triển Taylor bậc n của chúng ta. Thế thì ở đây chúng ta thấy cái việc khai triển Taylor này nó rất là hay ở cái chỗ này các em này. Nó cho phép chúng ta sẽ biến đổi cái hàm fx bất kỳ nào đó xấp xỉ theo một cái hàm mà đa thức bậc n với điều kiện hàm f của chúng ta khả vi đến cấp n cộng 1. Chính vì cái việc mà ta biến đổi được một cái hàm f nào đó theo một cái hàm đa thức bậc n thì để thông qua đó chúng ta dễ vấn đề khảo sát cái hàm mà chúng ta cần muốn khảo sát nó hơn. Đó là cái ý nghĩa của cái công thức Taylor của chúng ta. Thế bây giờ chúng ta xét một số những cái trường hợp đặc biệt để qua đó chúng ta sẽ nhìn lại được các cái vấn đề trước đó chúng ta học. Thế trường hợp đặc biệt như thế này. Vừa rồi chúng ta có cái công thức Taylor đối với lại bậc n, khai triển cho đến bậc n là như thế này. Thế bây giờ nếu như thầy cho n của chúng ta bằng 0, tức là chỉ dừng lại ở cái đạo hàm n bằng 0 mà hàm số f ở ban đầu chúng ta biết rằng nó khả vi cho đến n cộng 1, như vậy ứng với n bằng 0 thì lúc này chúng ta sẽ dừng lại ở cái đạo hàm cấp 1. Mà nếu dừng lại ở đạo hàm cấp 1 thì nó chỉ còn lại ở cái phần dư bậc 1 ở đây thôi. Cho nên là từ cái đạo hàm cấp 1 cho đến đạo hàm cấp n này của chúng ta là không có, thầy xóa nó đi. Như vậy lúc này khi n bằng 0 thì chúng ta chỉ còn lại cái điều mà nó hiện trên màn ảnh của các em đó. Thế thì lúc này chúng ta xem thử với n bằng 0 thì ta có được điều gì? Thế thì ta có được fx đây. Fx0 thầy chuyển sang bên trái, ta được là trừ fx0. Thế rồi ở đây với n bằng 0 thì ở đây ta có được là
đạo hàm cấp n cộng 1, tức là chỉ còn lại đạo hàm cấp 1 tại C thôi. Khi n bằng 0 thay vào mẫu số thì ta có một giai thừa bằng 1. Như vậy cả cái phân số này chúng ta chỉ còn lại nó là gì? F'C. Như vậy thì fx trừ fx0 lúc này bằng a. Cả cụm này của chúng ta là F'C. Và khi n bằng 0 thế vào chỗ này thì chúng ta còn lại chỗ này chỉ là x trừ x0 thôi. Và chúng ta thấy fx trừ fx0 bằng F'C nhân cho x trừ x0, nó chính là cái định lý Lagrange mà chúng ta đã được làm quen với bài học trước đó. Thế thì chúng ta thấy rằng trong cái ý nghĩa hình học của bài học trước thì thầy có trình bày cho các em cái C này, cái sự tồn tại của cái điểm C này nó là gì? Nó là hoành độ của tiếp điểm mà tại tiếp tuyến tại đó nó song song với cái dây cung AB. Với A của chúng ta có hoành độ là XB, chúng ta có hoành độ là X0, thì lúc nào chúng ta cũng tồn tại cái C đó. Cái C này của chúng ta nó thuộc vào cái khoảng giữa X và X0. Chúng ta hình dung ra được cái chữ C trong cái trường, trong cái công thức Taylor của chúng ta. Thế chúng ta còn có một cái trường hợp đặc biệt nữa. Cái trường hợp đặc biệt này nó sẽ dẫn đến cho chúng ta một cái công thức khá đẹp. Nó gọi là cái công thức Maclaurin. Chúng ta xem thử một cái trường hợp đặc biệt nó dẫn đến cái công thức đẹp, đó là cái công thức về Maclaurin như sau các em. Chúng ta nhắc lại một chút về cái công thức Taylor bậc n khai triển được cho đến bậc n. Vừa rồi chúng ta mới có được cái điều này. Thế bây giờ nếu như chúng ta cho cái x0 của chúng ta bằng 0, thế thì lúc này chúng ta xem thử thế x0 bằng 0 vào thì ta có được cái công thức nào. Và cái công thức đó chúng ta gọi đó là công thức Maclaurin. Như vậy thì ở đây chúng ta có được cái fx của chúng ta bằng x0 bằng 0 thế vào đây. Các em có được chỗ này là f0. Thế rồi cộng cho f'x0 nghĩa là f'0 chia cho một giai thừa. Ở đây x0 đã bằng 0 rồi. Như vậy chỗ này chúng ta chỉ còn lại là x thôi. Tiếp tục như vậy cộng cho f2'x0 tức là f2'0 chia cho hai giai thừa và x0 bằng 0. Cho nên ở đây chúng ta chỉ còn lại là x bình phương. Vân vân. Cho đến đạo hàm cấp n tại x0 nghĩa là đạo hàm cấp n tại 0 chia cho n giai thừa và x0 bằng 0 mất rồi, còn lại x lũy thừa n thôi. Rồi cộng cho cái phần dư bậc n này của chúng ta. Với cái rn của chúng ta lúc này chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta cũng sẽ thay cái x0 bằng 0 vào đây. Và lúc này ở trên tử của chúng ta là gì? Đạo hàm cấp n cộng 1 tại C chia cho n cộng 1 giai thừa x0 bằng 0, còn lại đây là x lũy thừa n cộng 1. Thế thì ở đây là vậy thì cái công thức Maclaurin chẳng qua là cái công thức Taylor tại cái điểm x0 bằng 0. Thế thì ở đây nó có xuất hiện cái chữ C thì chúng ta quay trở lại cái định nghĩa cái C ở trong cái định lý, cái tồn tại C ở trong cái công thức Taylor. Thì ở đây x0 bằng 0, như vậy thì C này của chúng ta nó sẽ thuộc vào cái khoảng từ x đến 0 hoặc là từ 0 đến x, với cái giá trị C của chúng ta lúc nào cũng tồn tại để thỏa được cái công thức Maclaurin như thế này. Thế thì sau đây chúng ta sẽ có một số những cái ví dụ rất cơ bản để cái khai triển cái công thức Maclaurin. Năm cái hàm số mà thầy muốn giới thiệu cho các em ở đây là năm cái hàm rất thường gặp. Rồi thông qua năm cái hàm cơ bản đó chúng ta sẽ có thể khai triển thêm một số những hàm khác, hàm lạ hơn. Nhưng mà ở đây thì cái phạm vi thời gian nó có hạn, cho nên thầy chỉ muốn dừng lại cho các em 5 cái ví dụ cho ứng với 5 cái hàm số rất cơ bản trong cái khai triển Maclaurin thôi. Thế bây giờ chúng ta xem cái ví dụ thứ nhất trước. Đó là thầy đề nghị chúng ta là khai triển cái hàm fx bằng ơ mũ x cho đến bậc n. Thế thì ở đây thầy muốn nhắc lại cho cái công thức khai triển Maclaurin của cái hàm ơ mũ x fx vừa rồi của chúng ta đó. Nó là f0 cộng cho f0 chia 1 giai thừa nhân x cộng cho f2,0 chia 2 giai thừa x bình phương cộng vân vân. Cộng cho đến đạo hàm cấp n tại 0 chia n giai thừa x lũy thừa n. Và cộng cho cái phần dư
với phần dương của chúng ta là ở chỗ này. Như vậy thì để khai triển cái ơ mũ x của chúng ta, thì các em quan sát thì chúng ta thấy là một dây thừa, hai dây thừa, n là dây thừa là rất rõ. Thế bây giờ chúng ta chỉ còn tính những giá trị sau đây: f0, f0, f2,0, vân vân cho đến fn là 0, và cái fn là cộng 1c nữa. Nói tóm lại như thế này, để khai triển Maclaurin của một hàm số, các em chỉ cần đi tính cho thầy đạo hàm cấp n tại giá trị x bằng 0 nó bằng bao nhiêu, rồi ta sẽ cho cái n này nó chạy từ 1 cho đến dần dần cho đến n thôi. Thế bây giờ thì chúng ta bắt đầu để tính cái này thì chúng ta sẽ tính đạo hàm từ cấp thấp cho đến cấp cao. Thế thì chúng ta có điều sau đây các em này. Trước hết đạo hàm cấp 1 của x, của hàm số f. Thế thì đạo hàm cấp 1 tức là đạo hàm của ơ mũ x. Mà ta biết rằng đạo hàm của ơ mũ x bằng chính nó, tức là bằng ơ mũ x. Rồi chúng ta lấy tiếp đạo hàm cấp 2 của x, thì nó là đạo hàm của đạo hàm cấp 1, tức là đạo hàm của ơ mũ x, thì cũng lại bằng chính nó. Như vậy thì từ đây chúng ta thấy được ngay, đạo hàm cấp n của x đương nhiên cũng sẽ bằng ơ mũ x thôi. Nếu mà chắc ăn hơn nữa thì chúng ta có thể thông qua một cái bước quy nạp nữa thì chúng ta có được ngay. Chúng ta có được đạo hàm cấp n của x bằng ơ mũ x. Như vậy ta muốn tính đạo hàm cấp n tại 0 thì không còn khó nữa. Chúng ta thay cái x bằng 0 của chúng ta vào ơ mũ x thì ta có được đạo hàm cấp n tại 0 của ơ mũ 0 bằng mấy? Bằng 1. Và điều này thì xảy ra với mọi n thuộc n lớn. N lớn là số tự nhiên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đạo hàm cấp n tại 0 luôn luôn bằng 1 với mọi n là số tự nhiên. Do vậy chúng ta rất thuận lợi trong vấn đề thế vào trong cái công thức tổng quát của chúng ta. Trước hết ta thấy f0, tức là ta thay x bằng 0 vào f, cụ thể thay vào đây. Ơ mũ 0 bằng 1, như vậy f0 của chúng ta bằng 1, thầy xóa đi. Nhá. Thầy thấy ở đây là số 1 đây. Được chưa nào? Rồi f phẩy 0 cũng bằng 1 đây các em, với n là bằng 1 thì f phẩy 0 cũng bằng 1. Và cái chữ x này thầy đưa lên đây cho nó đẹp. Thầy xóa đi, thầy đưa chữ x lên. Một cách tương tự như vậy, đạo hàm cấp 2 tại 0 cũng bằng 1. Thầy đưa chữ x bình phương lên tử cho nó đẹp. Vân vân. Cho đến đạo hàm cấp n tại 0 cũng bằng 1. Và thầy đưa chữ x lũy thừa n lên cho đẹp. Thì ta có được như thế này. Và cộng cho cái phần dư e là nx. Với cái phần dư rnx này của chúng ta nó là gì? Đạo hàm cấp n cộng 1 tại c, mà đạo hàm cấp n tại của x bằng ơ mũ x. Như vậy ta lấy thêm đạo hàm một lần nữa thì đạo hàm của ơ mũ x cũng bằng ơ mũ x thôi. Cho nên là đạo hàm cấp n cộng 1 của c lúc này nó chính là gì? Nó chính là ơ mũ c. Và đây là cái cách diễn tả cái hàm ơ mũ x theo một cái hàm xấp xỉ đa thức bậc n. Thế bây giờ như thế này nè, nó có một cái điều nho nhỏ như thế này các em này. Chúng ta đang thể hiện toàn bộ là cái đa thức theo biến là x. Thế thì cái phần dư nó lại có chữ c ở đây, thì đâm ra nó hơi kỳ kỳ. Cho nên chúng ta thấy cái chữ c này của chúng ta giả thiết cho cái gì? C đi trong khoảng từ x đến 0, hoặc từ c trong khoảng từ 0 đến x. Vậy thì làm sao để chúng ta thu gọn, ta diễn tả cái c theo cái biến x cho nó, cho cái công thức của chúng ta nó đẹp. Như vậy thì với cái c như thế này nè các em, chúng ta xem thử có cái cách nào để diễn tả c theo biến x bằng cách sau đây. Nếu mà chúng ta xem một cái số theta của chúng ta nó đi trong cái khoảng từ 0 đến 1, thì lúc này chúng ta thấy với hai trường hợp sau đây, x có cả khả năng âm mà x của chúng ta cũng có khả năng dương. X0 tức là x của chúng ta phải âm. Từ 0 đến x thì đương nhiên x của chúng ta dương. Như vậy ta chia làm hai trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, giả sử x dương. X dương thì thầy nhân hai vế cho x, thì cái bất đẳng thức này của chúng ta không đổi chiều. Như vậy ở đây ta được là 0 nhỏ hơn theta x cộng nhỏ hơn x. Như vậy thì chúng ta có được cái điều này. Thấy không? Như vậy thì khi mà x của chúng ta âm thì sao? Ta nhân x vào thì cái theta x của chúng ta, cái bất đẳng thức của chúng ta nó sẽ đổi chiều lại, tức là
chúng ta sẽ có được dx này nhỏ hơn theta x nhỏ hơn không. Và ở đây thì c của chúng ta nó thuộc vào cái khoảng x không, tức là nó nhỏ lớn hơn x và nhỏ hơn không. Đây, lớn hơn x, nhỏ hơn không. Mà nếu c của chúng ta thuộc vào khoảng từ 0 đến x, thì lúc này cái theta x của chúng ta này nó cũng lớn hơn 0, nhỏ hơn x. Như vậy chúng ta có thể xem cái c như là cái theta x, tức là c nó phụ thuộc vào x, với theta của chúng ta nó đi trong cái khoảng từ 0 đến 1. Do vậy mà cái rx này bây giờ thầy thể hiện như sau, nó theo cái biến x luôn cho nó đẹp. Vậy thì ơ mũ c lúc này là gì? Ơ mũ theta x nhân cho x lũy thừa n cộng 1 tất cả chia cho n cộng 1 giai thừa. Đây chính là cái khai triển Maclaurin của cái hàm ơ mũ x đến cái bậc n, đến cái cấp n, với cái phần dư của nó đây các anh. Như vậy thì chúng ta thấy như thế này, cái việc mà khai triển một cái hàm theo cái công thức Maclaurin thì chủ yếu cái chính của nó là chúng ta phải tính cho bằng được đạo hàm cấp n tại không. Đã có được cái đạo hàm cấp n tại không rồi thì mọi việc chúng ta thế nó vào trong cái công thức Maclaurin là xong. Dĩ nhiên cái ví dụ đầu tiên thì thầy cho tính đạo hàm cấp n tại không nó tương đối nó dễ, nó có một trường hợp thôi. Thế bây giờ có những cái bài toán chúng ta phải chia nhiều trường hợp để tính đến cái đạo hàm cấp n tại không. Chúng ta quan sát một cái ví dụ tiếp theo sau đây. Đó là cái đề thầy cho là khai triển Maclaurin của cái hàm số fx là sin x. Thế thì theo cái ý tưởng vừa rồi mà thầy nói với các em, cái chủ yếu, cái chính của nó vẫn là cái việc mà chúng ta phải đi tính đạo hàm cấp n của hàm số f tại cái điểm x0 bằng 0. Thế thì trước tiên thì chúng ta lấy đạo hàm cấp 1 thôi. Đạo hàm của sin x ta biết rồi, đạo hàm của sin bằng cos. Thế bây giờ ta sẽ đưa cái cos này về cái hàm sin để thuận lợi trong cái việc chúng ta lấy tiếp đạo hàm cấp 2 nữa. Như vậy thì cos x chúng ta biết rằng nó bằng sin của góc nào? Nó bằng sin của góc x cộng cho bi chia 2, tức là góc hơn kém bi trên 2. Chương trình lượng giác thì ở phổ thông thì chúng ta biết công thức này rồi. Ta lấy tiếp tục đạo hàm cấp 2, thì đạo hàm cấp 2 của sin, tức là đạo hàm của sin, đạo hàm của sin thì nó bằng cos của cái góc x cộng bi chia 2. Và cái cos này chúng ta cũng lại đưa nó về cái hàm sin. Như vậy thì ta lại dùng tiếp cái góc hơn kém nhau bi, tức là nó bằng x, rồi bi trên 2 cộng thêm cho bi trên 2 nữa, thì chúng ta ra được là 2 lần cái góc bi chia 2. Và chúng ta theo cái quy tắc quy nạp thì chúng ta có thể đoán nhận được cái công thức đạo hàm cấp nx nó bằng ai nào? Nó bằng sin của x. Chúng ta để ý thấy đạo hàm cấp 2 thì ở đây là số 2, đạo hàm cấp 1 thì ở đây là số 1. Như vậy ở đây đạo hàm cấp n thì ở đây nó phải là n bi trên 2. Và chúng ta có thể dùng nguyên lý quy nạp để chúng ta chứng minh cái sự đúng đắn của cái công thức đạo hàm cấp nx này. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ có được cái đạo hàm cấp n tại không như sau. Ta thấy n bằng x bằng 0 vào đây thì ta có được cái gì? X bằng 0 vào đây rồi thì ở đây còn lại là n bi chia 2. Các em thấy nhé. Như vậy thì ta tính cái giá trị sin của góc n bi chia 2. Thế thì ta thấy rằng cái giá trị sin của n bi trên 2 này nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái giá trị n này, có khả năng là chẵn và lẻ, nó sẽ khác nhau. Cho nên chúng ta có cái nhu cầu là phải chia cái n này của chúng ta ra làm hai trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, nếu n của chúng ta là số chẵn, tức là phải cho nó bằng 2k. Giả sử với k của chúng ta, k này là đương nhiên là số tự nhiên. Thế thì lúc này chúng ta có được cái sin của n bi trên 2 nó bằng bao nhiêu nhé? Thầy thay 2n bằng 2k vào đây thì 2 đơn giản đi hết rồi. Còn lại đây là bao nhiêu? K bi.
mà ta biết rằng sin của góc kabi với k của chúng ta là số tự nhiên thì nó bằng 0. À, như vậy thì với n của chúng ta là số chẵn thì đạo hàm tại 0 bậc n nó bằng 0. Rồi bây giờ ta chia tiếp với n là số tự nhiên lẻ và ta thể hiện nó bằng 2k cộng 1. Với k là số tự nhiên. Thế thì lúc này chúng ta có được sin. Ta thay n bằng 2k cộng 1 vào đây. Nhân cho pi trên 2. Ta nhân pi trên 2 vào các em. Thì ở đây pi trên 2 nhân 1 được là pi chia 2. Nhân pi trên 2 vào 2k thì chúng ta còn ở đây là cộng cho k pi. Và ở đây thì chúng ta thấy lại tiếp tục. Với cái k này của chúng ta nếu mà nó là số chẵn thì chúng ta thấy rằng nó sẽ k chẵn thì người ta biết rằng là cái chu kỳ của sin nó là 2 pi mà. Cho nên ta có thể bỏ được cái k pi này ra thì nó còn lại là sin pi trên 2. Mà sin pi trên 2 bằng mấy? Bằng 1. Còn nếu k của chúng ta là số lẻ thì rõ ràng là k lẻ thì ở đây nó sẽ là bằng -1 thôi. Pi trên 2 mà cộng cho k pi mà k lẻ thì vẽ đường tròn lượng giác ra chúng ta thấy ngay nó bằng giá trị là -1. Và chúng ta lại nhận xét tiếp một cái điều sau đây nữa này. Tức là sin của 2k cộng 1 pi trên 2 bằng 1 nếu k của chúng ta chẵn và bằng -1 nếu k lẻ. Như vậy để gộp lại hai cái trường hợp này thì nó sẽ bằng -1 lũy thừa k là đẹp nhất. Quả thực vậy. Nếu k chẵn thì -1 lũy thừa chẵn nó bằng 1. Còn nếu k lẻ thì -1 lũy thừa lẻ nó bằng -1. À, như vậy thì lúc này đạo hàm cấp n tại 0 nó bằng cái gì ở đây? Nó sẽ bằng 0 nếu n của chúng ta là số chẵn, tức là n bằng 2k. Và nó sẽ bằng -1 lũy thừa k nếu n bằng 2k cộng 1. Và ở đây thì thầy muốn ghi nhớ cho các em hai cái chuyện này để chúng ta qua trang mới này. Đạo hàm cấp n của x nó bằng sin của x cộng cho n pi trên 2. Và cái đạo hàm cấp n tại 0 nó sẽ bằng 0 nếu n là số chẵn và bằng -1 lũy thừa k nếu n là bằng 2k cộng 1. Chúng ta qua trang mới như thế này nhé. Rồi. À, như vậy thì bây giờ chúng ta lại xem tiếp. À, chúng ta nhắc lại một chút về cái công thức khai triển Maclaurin của cái hàm fx của chúng ta ở đây. Thầy khai triển cho đến cái cấp n. À, như vậy thì ở đây chúng ta bắt đầu xem nhé. Fx giả thiết cho là gì? Sin x. F0 nhé. Thầy thế x bằng 0 vào đây. Thì sin 0 của chúng ta bằng 0. Như vậy chỗ này bằng 0 rồi này. Rồi bây giờ chúng ta lại để ý tiếp cho thầy một chuyện sau đây này. Tất cả những cái đạo hàm bậc chẵn, cấp chẵn thì nó đều bằng 0 cả. N là bằng 2k. Đạo hàm bậc chẵn, đạo hàm cấp chẵn bao giờ cũng bằng 0. Như vậy thì các em chỉ cần quan tâm đến những đạo hàm cấp lẻ mà thôi. Như vậy ở đây cấp lẻ tức là cấp mấy? Cấp 1 này, cấp 3, cấp 5, cấp 7, vân vân. Còn đối với những đạo hàm cấp chẵn, ví dụ đạo hàm cấp 2 ở đây các em, tức là ở đây ứng với n là bằng 2 đó, thì ở đây chúng ta thấy ngay đạo hàm của nó bằng 0. Vậy đạo hàm cấp 2 bằng, đạo hàm cấp 2 tại 0 bằng 0, đạo hàm cấp 4 tại 0 cũng bằng 0, đạo hàm cấp 6 tại 0 cũng bằng 0. Cho nên thầy xin nhắc lại, chúng ta chỉ cần quan tâm đến những đạo hàm cấp lẻ thôi. Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé. F0 bằng 0 hồi nãy chúng ta mới nói rồi. Vậy thì đạo hàm cấp 1 tại 0. Cấp 1 tại 0 tức là ứng với n là bằng 1. Ứng với n là bằng 1 thì tương ứng bên này k của chúng ta bằng 0. K bằng 0 ta thay vào đây trừ 1 lũy thừa 0 bằng 1. À như vậy thì đạo hàm F phẩy tại 0 bằng 1. Chia cho 1 giai thừa cũng bằng 1. Như vậy đây bằng x. Đúng chưa nào? Rồi đạo hàm cấp 2 tại 0 thầy nói rồi, bậc chẵn là bằng 0, chỗ này chúng ta không quan tâm nữa bởi vì nó triệt tiêu rồi. Đến đạo hàm cấp 3. Đạo hàm cấp 3 tức là ứng với n bằng 3. N bằng 3 ta thế vào đây thì ứng với giá trị k bằng mấy? Bằng 1. K bằng 1 thế vào đây thì -1 lũy thừa 1 nó bằng -1. À như vậy thì đạo hàm cấp 3 tại 0 nó là -1, tức là nó mang dấu trừ. Vậy ở đây còn lại cái gì? X lũy thừa 3 này chia cho mẫu số là mấy? 3 giai thừa. Thế thì ở chỗ này nó hết chỗ rồi.
Thế thì bây giờ nếu mà ta lấn thêm mũ 3 thành mũ 4. Mũ 4 tức là đạo hàm cấp 4 tại không nó bằng không, ta không quan tâm. Ta lấn đến đạo hàm cấp 5 nhé. Đạo cấp 5 thì ứng với N bằng 5 thì K nó bằng 2. K bằng 2 thế vào đây trừ 1 lũy thừa 2 bằng cộng 1. Tức là ở đây là dấu cộng. Mà đạo hàm cấp 5 thì nữ nó là sẽ là x lũy thừa 5 chia cho 5 giai thừa. Thầy làm thêm một bậc nữa cho các em thấy. Nếu mà lũy thừa 5 rồi thì bây giờ ta lấn thêm lũy thừa 6 là nó triệt tiêu, nó bằng 0 bởi vì bậc chẵn. Vậy thì ta quan tâm đến đạo hàm cấp 7 tại 0. Tức là ứng với N là bằng 7. Mà N là bằng 7 thế vào đây thì ta có được K của chúng ta bằng 3. 3 nhân 2 bằng 6 cộng 1 là 7. K bằng 3 trừ 1 lũy thừa 3 bằng trừ 1. Như vậy ở đây mang dấu trừ. Và ta đang làm đến đạo hàm cấp 7. Như vậy ở đây nó phải là x lũy thừa 7. Mà trên lũy thừa 7 thì dưới đương nhiên 7 giai thừa. Thế rồi cộng tiếp, cộng vân vân, cộng tiếp cho đến ta biết rằng nếu ta dừng lại ở cái đạo hàm bậc chẵn thì nó sẽ triệt tiêu. Như vậy ta sẽ dừng lại ở cái đạo hàm bậc lẻ. Tức là ta xem N lẻ, tức là N bằng 2K cộng 1. Phải xin nhắc là N bằng 2K cộng 1. Đây các em, cái chữ N này này, bây giờ ta xem nó là 2K cộng 1. Tất cả những chữ N này này đóng vai trò là 2K cộng 1. Vậy thì đạo hàm cấp N là tại không lúc này nó bằng trừ 1 lũy thừa K. Đúng chưa nào? Rồi chia cho, nhân cho x lũy thừa N là tức là 2K cộng 1. Chia cho N giai thừa, N là ai? Là 2K cộng 1 giai thừa. Thấy được chưa nào? Rồi vậy thì bây giờ chúng ta thấy làm sao nào? Cộng tiếp cho cái phần dư. Còn lại cái phần dư này, phần dư này chúng ta phải quan tâm đến cái đạo hàm bậc N của X bằng sin của X cộng N B trên 2. Thế thì bây giờ ở đây này, N của chúng ta đang dừng lại ở 2K cộng 1. Như vậy lấn thêm một chút nữa thì có phải là N bằng 2K cộng 2 không? 2K cộng 2 tức là ta lấy đạo hàm cấp 2K cộng 2. 2K cộng 2, như vậy thì ta thế vào đây nhé. Thì ta có được cái gì? Sin C, X ở đây bây giờ nó là C. Tại vì đạo hàm tại C mà. Mà C vừa rồi chúng ta diễn tả là cái gì? Nó là cái theta X. Đúng chưa? Với theta đi trong cái khoảng từ 0 đến 1. À, như vậy thì ta thay vì ta viết chữ C ở đây, thì bây giờ ta nói là theta X. Rồi cộng cho, thầy vừa nói, đang 2K cộng 1 lấn thêm một đơn vị là 2K cộng 2. Ta thay cái N nào này bằng 2K cộng 2. Bi chia 2, viết lại đây. Ta viết lại một chút. Bằng sin của theta X chúng ta viết lại. 2, 2, dưới mẫu cũng 2. Vậy ta đơn giản đi, chúng ta còn lại ở đây là K cộng 1 bi thôi. Và ở đây thì chúng ta lại thấy tiếp. K cộng 1 bi, nó phụ thuộc vào K cộng 1. Nếu K cộng 1 chẵn thì ta bỏ được cái K cộng 1 bi, còn lại sin của theta x. Còn nếu K cộng 1 mà số lẻ thì ta có được bằng trừ cho sin của theta x. Như vậy thì chúng ta diễn tả cái điều đó bằng cái gì cho nó thuận lợi? Nó sẽ là trừ 1 lũy thừa K cộng 1 để nó mang cái dấu của cái K cộng 1 chẵn lẻ. Nó tùy theo cái K cộng 1 chẵn hay lẻ. Và ở đây nó còn lại là sin của theta x. Các em thấy nhỉ? À, như vậy thì ta sẽ thay cái phần dư này bằng cái gì? Cộng cho. Vậy thì đạo hàm cấp N cộng 1 tại C lúc này nó là trừ 1 lũy thừa K cộng 1 sin của theta x. Nhân cho x lũy thừa N cộng 1 với N của chúng ta lúc này là gì? 2K cộng 1 rồi cộng 1 nữa. Như vậy có nghĩa là 2K, cái N cộng 1 này nè, nó là 2K cộng 2 đúng không nào? N bằng 2K cộng 1 cộng 1 nữa là 2K cộng 2. Rồi tương tự như vậy, x lũy thừa 2K cộng 2. Đó. Nhưng mà bây giờ như thế này, này. Chúng ta thấy là nếu mà cái công thức của chúng ta đó, thì thường là chúng ta hay sử dụng cái chữ N nó vẫn đẹp hơn là cái chữ K. Cho nên là thầy sẽ thay toàn bộ cái chữ K thành cái chữ N thì công thức của chúng ta, các em sẽ thấy nó đẹp hơn.
Như vậy thì trừ 1 lũy thừa k, ta viết lại nó là trừ 1 lũy thừa n. Rồi x lũy thừa 2k cộng 1 ta thay nó là x lũy thừa 2n cộng 1. 2k cộng 1 giai thừa thay là 2n cộng 1 giai thừa. Công thức đẹp hơn. Và tương tự như vậy trong cái phần dư này cũng thế. Ta thay nó là gì? Trừ 1 lũy thừa n cộng 1. Chỗ này 2n cộng 2 giải thừa. Chỗ này là x lũy thừa 2n cộng 2. Và đây nó chính là cái khai triển Maclaurin của cái hàm sin x được cho đến cái cấp n. Thế thì ở đây thầy nói một chút về chỗ này. Chúng ta thấy rằng chúng ta nhảy hai đơn vị 1, 3, 5, 7 vân vân các số lẻ. Thế thì ở đây cái phần dư này là thầy thể hiện nó ở cái n bằng 2k cộng 2. Chúng ta, nếu chúng ta muốn làm cho đẹp hơn nữa, chúng ta có thể nhảy cóc thêm một bậc nữa. Bởi vì ta ở đây ta dừng lại ở cái đạo hàm cấp 2n cộng 1. Vậy thì bây giờ nếu ta lấn thêm cái đạo hàm cấp 2n cộng 2 là chẵn, thì cái phần đó nó cũng triệt tiêu. Như vậy cái phần dư các em có thể thể hiện luôn cho đến 2n cộng 3 cũng được. Và cái điều đó thì các em có thể về nhà các em làm cho thầy. Và ở đây thì chúng ta thấy một cái điều cũng thú vị như thế này các em. Chúng ta đã biến đổi cái hàm sin xấp xỉ bằng cái hàm đa thức cho đến bậc 2n cộng 1 đây. Thế thì ở đây chúng ta thấy biết rằng hàm sin x của chúng ta là hàm số lẻ. Thì khi mà chúng ta xấp xỉ một cái hàm đa thức như thế này thì chúng ta thấy bậc của đa thức cũng lẻ. Có nghĩa là chúng ta cũng tương ứng với một cái hàm lẻ, cái hàm đa thức lẻ bên phải đó. Các em thấy không? Nó rất là phù hợp. Đó, rất là phù hợp. Rồi ví dụ như sau này thì chúng ta có thể là muốn khảo sát hàm sin ở cái khía cạnh nào đó. Thì chúng ta cứ khai triển cái Maclaurin ra để chúng ta làm việc trên cái hàm đa thức một cái cách xấp xỉ thì nó vẫn nhẹ hơn. Bây giờ thì thầy sẽ giúp cho các em thêm một cái khai triển nữa của cái hàm cốt. Đó là bằng cái ví dụ số 3 như thế này. Thế bây giờ thì cái mấu chốt vấn đề vẫn là cái việc mà chúng ta đi lấy đạo hàm cấp n là tại không. Và chúng ta lại tiếp tục lấy đạo hàm cấp 1 trước. Đạo hàm của cốt x ta biết nó bằng gì? Trừ sin x. Và ta đưa nó về hàm cốt để chúng ta thuận lợi trong vấn đề lấy đạo hàm tiếp theo. Vậy thì trừ sin x ta dùng cái cung hơn kém nhau bi chia 2 thì nó sẽ bằng cos của góc x cộng cho bi chia 2. Ta lấy thêm đạo hàm cấp 2 một lần nhé. Tức là lấy đạo hàm của đạo hàm cấp 1. Đạo hàm của cos ta biết nó bằng trừ sin của x cộng cho bi chia 2. Ta cũng lại tiếp tục dùng cái góc hơn kém nhau bi thì nó bằng trừ cho trừ này nữa thì thành cộng cos của cái góc x bi trên 2 rồi cộng tiếp cho bi trên 2 nữa thì được 2 lần bi chia 2. Và tương tự như thế chúng ta có thể đoán nhận được cái công thức đạo hàm cấp n của x tại của hàm số f tại x như sau. Tức là cos của x cũng khá nhận dễ thấy. Đạo hàm cấp 2 thì đây là số 2. Thì đạo hàm cấp n đương nhiên nó là n bi trên 2. Và chúng ta cũng có thể kiểm chứng bằng cái nguyên lý quy nạp thì chúng ta khẳng định được cái đạo cấp n này là đúng với mọi n thuộc n lớn. Thế từ đây ta suy ra được cái gì? Đạo hàm cấp n là tại 0, tức là thay x bằng 0 vào. Các em có được ở đây là cos của x bằng 0 hết rồi. Ở đây còn lại n bi trên 2. Và một cách tương tự như thế. Chúng ta tính cái giá trị này nó sẽ phụ thuộc vào cái n chẵn hoặc lẻ. Thế thì chúng ta sẽ chia ra những trường hợp cụ thể như sau. Giả sử với n của chúng ta là số lẻ. Thì ta thế vào đây ta có được cos n được thay bằng 2k cộng 1 bi trên 2. Thế thì vậy thì nó bằng cos của góc nào? Bi trên 2 nhân 1 thì nhân vào đây. Thì ở đây được là bi trên 2 này. Ở đây 2 đơn giản hết còn lại là k bi. Mà cos của góc bi trên 2 cộng k bi thì nó bằng bao nhiêu? Bằng 0. Chúng ta vẽ đường tròn lượng giác ra các em thấy ngay. Trường hợp thứ hai với giá trị n bằng 2k tức là n chẵn. Thì ta thay vào đây ta có được cos của góc nào? 2 đơn giản cho hết rồi. Vậy thì còn lại ở đây là k bi thôi. Và cũng vậy nó sẽ phụ thuộc vào cái k này các em. Thế thì ở đây với k của chúng ta là số chẵn. K chẵn thì chúng ta thấy nó xoay
nó trùng lại ngay ở cái số 0 trên cái đường tròn được giác, cho nên nó bằng 1. Và với k của chúng ta là số lẻ thì cũng không khó thấy cos của k bi lúc này nó sẽ bằng trừ 1. Và để diễn tả k chẵn bằng 1, k lẻ bằng trừ 1, chúng ta diễn tả như vừa rồi thôi, nó bằng trừ 1 như thừa k. À, như vậy thì cái đạo hàm cấp n tại 0 nó bằng cái gì? Nó sẽ bằng 0 khi n của chúng ta là số lẻ được thể hiện bằng 2k cộng 1. Và nó bằng trừ 1 với thừa k nếu k của chúng ta là số tự nhiên chẵn. Dĩ nhiên cái k này của chúng ta là số tự nhiên các em nhé. Và bây giờ thì thầy muốn các em ghi chú cho thầy cái công thức này các em. Đạo hàm cấp n của x nó bằng cái cos của x cộng n là b trên 2. Và đạo hàm cấp n của hàm số f tại x0 bằng 0 nó bằng cái giá trị này nhé, để chúng ta qua trang mới đây. À, như vậy thì chúng ta nhắc lại một lần nữa cái đạo hàm khai triển Maclaurin của hàm số f. À, như vậy thì ta thế f0 vào đây. Ta thấy cos x, fx của chúng ta là cos x, ta viết ở đây thôi. F0 thế 0 vào cos 0 của chúng ta bằng mấy nào? Bằng 1. Đúng chưa nào? Và ở đây thì chúng ta lại thấy một cái điều như thế này. Các em chỉ quan tâm đến những đạo hàm cấp chẵn thôi. Bởi lẽ đạo hàm cấp lẻ tại 0 luôn luôn bằng 0. Như vậy ta chỉ quan tâm đến những đạo hàm cấp chẵn. À, như vậy thì đạo hàm cấp 1 tại 0 nó bằng 0, chỗ này bằng 0 rồi. Ở đây đạo số 2 nè các em, đạo hàm cấp 2. Vậy ứng với n bằng 2 thì ta có được k bằng mấy? Bằng 1. K bằng 1 thế vào đây thì được trừ 1 lũy thừa 1 bằng bao nhiêu? Bằng trừ 1. Như vậy đây phải là dấu trừ chứ. Ở đây còn lại gì? X bình phương chia cho 2 giai thừa. Rồi bây giờ đến đạo hàm cấp 3. Đạo hàm cấp 3 thì nó lẻ cho nên chỗ này nó cũng bằng 0. Đến đạo hàm cấp 4, tức là n bằng 4 ứng với k bằng 2. K bằng 2 thay vào đây trừ 1 lũy thừa 2 bằng 1. Như vậy đây phải là dấu cộng. Ta đang dừng lại ở đạo hàm cấp 4, như vậy phải là x lũy thừa 4 chia cho 4 giai thừa. Đến đạo hàm cấp 5 lẻ, triệt tiêu, mất. Đến đạo hàm cấp 6. Đạo hàm cấp 6 thì ứng với k bằng 3, thay vào đây trừ 1 lũy thừa 3 là trừ 1. Vậy ở đây mang dấu trừ. Ta đang dừng lại ở đạo hàm cấp 6 thì đây phải là x lũy thừa 6 chia cho 6 giai thừa. Và đương nhiên vân vân. Cho đến cái đạo hàm ta dừng lại ở đạo hàm cấp chẵn, tức là ta cho n bằng 2k, tất cả mọi giá trị n này đều là 2k. Như vậy nó sẽ được là trừ 1 lũy thừa k. Đạo hàm cấp n là tại 0 nó bằng bao nhiêu? Trừ 1 lũy thừa k đây rồi. Và đây còn lại là x lũy thừa 2k chia cho 2k giai thừa. Đó. Rồi như vậy, tương tự như vậy, ta còn tính cái phần dư này như sau. Phần dư này tức là 2k, ta lấn thêm một lần nữa là 2k cộng 1. Tức là ở đây với xc của chúng ta được thể hiện là cái theta x như vừa rồi. N ta thay nó bằng gì? 2k cộng 1 nhân cho b trên 2. Và ở đây ta rút gọn lại, theta x ta viết lại b trên 2 nhân vào, ta được b trên 2 cộng cho k b. Và ở đây cũng không khó, chúng ta biết nó bằng trừ 1 lũy thừa k cộng 1 của sin theta x. Và ở đây cái phần dư của chúng ta là gì? Trừ 1 lũy thừa k cộng 1 nhân cho sin của theta x chia cho, coi lưu ý, ở đây n của chúng ta bằng 2k cộng 1. Vậy thế vào đây ta được là 2k cộng 1. Cộng 1 nữa là 2k cộng 2 đó. X lũy thừa 2k cộng 1. À, đúng không? N của chúng ta như vậy. À, và sau đó thì chúng ta thay toàn bộ cái k này bằng cái chữ n cho nó đẹp. Đó, thay hết cả. Tất cả những chữ k ta thay nó bằng cái chữ n là hết các em. Các em thấy nhớ ha. À, như vậy thì ở đây ta có được cái hàm cos. Và ta biết rằng cos của chúng ta là hàm số chẵn. Cho nên ta biến đổi thành cái hàm xấp xỉ, cái hàm đa thức. Và cái hàm đa thức này của chúng ta thấy nó cũng là hàm số chẵn. À, như vậy thì cái bài học ngày hôm nay, mục đích của thầy là muốn giúp cho các em cái cách thức khai triển cái hàm Maclaurin của một số những cái hàm quen thuộc. Thế bài học của chúng ta đến đây thì chấm dứt. Thân ái.